Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và subscribe kênh Sâu Review nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất nhé. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái. Tập 215, Lục Châu thi triển tuyệt địa liệu thương khiến cho lãnh la tưởng nhầm thành từ hàng phổ độ của Phật môn. Bởi vì lúc này hư ảnh đại Phật đang không ngừng tỏa ra Phật quang, cùng với những kim quang chữ phạn đang không ngừng thẩm thấu rồi ngưng động trong cơ thể của Phan Trọng, thân thể hắn được nâng đứng thẳng dậy chứng kiến cảnh này phan ly thiên và lãnh la há hốc mồm trước thủ đoạn nghịch thiên của cơ thiên đạo sắc mặt của phan trọng cũng đang dần khôi phục làn da cũng đã ửng hồng có thể nhìn bằng mắt thường hô hấp so với trước đó cũng đã đều hơn rồi với lão quái vật như lãnh la cũng phải suy nghĩ nát cái thủ bên trong tu hành giới không phải là không có những tu hành giả am hiểu tu hành nhiều loại công pháp khác nhau trong đó không hiếm có những người có thiên phú siêu việt nhưng để mà nói có thể tu hành bách ra công pháp giải rác cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà có thể giống như cơ thiên đạo. Có thể dễ dàng một cách tự nhiên mà thi triển từ hàng phổ độ thì đúng là hiếm có khó tìm, chẳng có ai nhàn rỗi không có chuyện gì mà đi tu luyện cái môn thủ đoạn trị liệu này. Hầu hết đều là tu công pháp công kích, phòng ngự, nâng cao tu vi bản thân, không ai muốn lãng phí vì người khác cả. Một lúc sau, kim quang quanh tay của Lục Châu đã tan biến, báo hiệu tuyệt địa liệu thương đã hết tác dụng, hắn thu hồi bàn tay lại. Con hàng phan trọng liền rơi sấp mặt xuống nền đất, lãnh la và phan ly thiên đều vội vàng chạy tới kiểm tra xem xét con hàng này mỗi người đều có mục đích khác nhau nhìn sắc mặt của phan trọng cùng với hô hấp của hắn lãnh la vẻ mặt trốn sau cái mặt nạ không khỏi nước bọt vì sự bố đời của các chủ mặc dù từ hàng phổ độ hiệu quả trị liệu đúng là không tệ nhưng có thể giống như các chủ phát huy tới lô hỏa thuần thành hiệu quả kỳ diệu như thế này đúng là khó gặp trên đời mà phan ly thiên thì vẫn đứng đó nhìn về phía thằng cháu trai nhà mình trong lòng không rõ nghĩ cái quần què gì nhưng có thể thấy hắn đang chăm mối ngồn ngang, cũng rất lo lắng cho thằng cháu đích tôn của dòng họ, thấy hắn đã ổn định thì cũng thở ra được một hơi. Trị liệu đã kết thúc, Phan Trọng được cứu sống, Phan Ly Thiên vẻ mặt già nua hiện lên sự cảm kích, hắn vui vẻ cúi đầu với Lục Châu, đa tạ, cùng với cái lời này của hắn, lòng trung thành của con hàng này đã tăng thêm 5 điểm nữa, cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà mấy vị trưởng lão sẽ rơi vào ma chảo của Lục Châu. Lục Châu thấy thế thì khẽ liếc nhìn con hàng này, mặc dù tên này xuất thân từ Tịnh Minh Đạo, nhưng cho dù hiện nay tịnh minh đạo đang ở trên bờ vực đi đắp chiếu cả tông môn nhưng hắn lại tuyệt không thèm để ở trong lòng chứng tỏ trước đây hai bên đã có khúc mắc người sống ta chết mối thủ lớn mới có thể khiến hắn không thèm để tâm như vậy nhưng bất quá đây cũng có thể coi là một cái đại thu hoạch của hắn hôm nay dù sao thì phan ly thiên cũng đã từng là cao thủ đệ nhất của tịnh minh đạo lão quái vật sống cùng thời đại với lãnh la tu vi thực lực cũng là ngang tầm với nhau trong lúc hắn đang suy tính thì hệ thống lên tiếng Phần thưởng điểm công đức của việc thu phục được tên bộ hạ này là 2000 điểm, nhưng nó cũng nhắc nhở, cái con hàng mới này có độ khó khống chế ở mức cao. Lục Châu cũng méo quan tâm, vào ổ của hắn rồi mà muốn thoát ra thì cũng quá mất mặt với thân phận quản lý cấp cao, lừa gạt người của hắn. Thầm nghĩ lần này đi một chuyến, đúng là kiếm được không ít, còn phần tiêu tiền thì chỉ mất có một tấm thẻ chí mệnh nhất kích với một tấm tuyệt địa liệu thương mà thôi. Lục Châu liền quay đầu rời đi, trước khi đi còn sai đám đồ đệ mang Phan Trọng đang hôn mê về Kim Đình Sơn chiêu nguyệt lập tức chắp tay đồ nhi tuần mệnh sau đó cô nàng đưa tay vươn ra cương khí bao bọc toàn thân phan trọng nâng hắn lên bay về xuyên vân phi liễn cho đám nữ tu diễn nguyệt cung chăm sóc điều này làm cho phan ly thiên có chút bối rối hắn ngẩng đầu nhìn phi liễn cái này là muốn làm sao để đi lên a dù sao hắn cũng mất hết tu vì rồi xuống thì có đoan mộc sinh giúp bây giờ lên thì có ai giúp không chẳng nhẽ đi nhờ người khác với cái thân phận này với cái địa vị này của hắn chủ động mở miệng nhiều và có vẻ như không được tốt cho lắm, trong lúc này đột nhiên một tiếng còi hiệu từ phía xa xa bên bờ hồ xấu tây vang tới. Lãnh La liếc mắt nhìn, giọng lạnh lùng, đại khái là chi viện bên trong cung đã tới rồi đây nhỉ, nghe vậy, tiểu quái vật bố đời tiểu Diên Nhi lại lôi ra cái chỉ của mình. Mặc kệ bọn chúng có đến bao nhiêu người thì ta sẽ đập cho đi đắp chiếu hết bấy nhiêu, cô nàng hùng hổ tay chống nạnh. Lúc này Lục Châu liền chậm rãi đi về phía đó, xuyên qua mấy cái cổng bán nguyệt, thấy thế tiểu Diên Nhi liền đưa tay ngăn lại sư phụ cẩn thận có cạm bẫy nhưng mà lục châu lắc đầu không sao cả tiếp tục chắp tay sau đít chậm rãi đi về phía hướng đông chỗ còi hiệu phát ra lãnh la cùng với phan ly thiên không biết có nên đi theo không dù sao thì hai người giờ như hai con hàng ăn bám làm gì có chút sức chiến đấu nào đâu lãnh la thì còn tốt hơn một chút thương thế mới khôi phục được một nửa tu vi thì khôi phục được hai thành còn phan ly thiên thì nghẹn họng nhìn chân chối hắn thật sự là một phế vật vướng chân vướng tay vào cái lúc này nhìn tiểu diên nhi nhảy nhót vác búa đi theo lãnh la cũng muốn đi hóng hớt nên quyết tâm liều cái mạng giả nhưng không quên châm chọc cái vị đồng liêu mới của mình cười nhẹ ngươi nếu như sợ hãi thì cứ đứng ở chỗ này chờ đợi đi nha điều này làm cho cái lòng tham hư vinh của phan ly thiên cảm thấy bị sỉ nhục hắn liền đứng thẳng lên cãi thật là nực cười lão hủ nếu như là sợ hãi thì ha sẽ lại lẻ loi một mình đi tới ma thiên các chứ sau đó hai con hàng này nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cùng nhau bước đi theo lục châu hai khứa ba chân bốn cẳng xuyên qua biệt uyển của xấu tây hồ còn không quên vừa đi vừa khiêu khích nhau ta có thể chạy nhanh hơn người mà không thèm sử dụng tu vi của mình lãnh la châm chọc khiến cho phan ly thiên tức muốn ói máu ngươi cứ chạy đi đồ đáng khinh nhân lúc cháy nhà mà hôi của xỉ nhục hắn đoan mộc sinh ở chỗ cũ thì đang có chút bối rối hắn không biết có nên đuổi theo sư phụ đi hóng hớt không nhưng mà hắn còn chưa có thành thạo việc điều khiển xuyên vân phi liễn nếu đi đường bằng rộng lớn thì không có vấn đề gì cả nhưng đi đường nhỏ đi đường lắt léo khi đuổi theo sư phụ thì đúng là chuyện lớn với hắn rồi, vậy thì thôi cứ kệ vậy. Cứ đợi ở đây đi, có đi thì cũng chẳng giải quyết được gì cả, khi ở chỗ này ngoài sư phụ còn có mấy lão quái vật khác, hai khứa kia cũng đã đuổi kịp lục châu. Lãnh la tiếp tục khiêu khích, he he he, trông bạn già hình như thở sắp hết hơi rồi nhỉ, Phan Ly Thiên cũng không chịu thua, hừ hừ hừ, vết thương của ngươi đang tóe máu ra rồi kìa. Ở phía trước thì Lục Châu vẫn chậm rãi bước đi, theo sau là Tiểu Diên Nhi, cùng với hai lão đầu trưởng lão không còn cãi nhau nữa, im lặng mà theo. Sau khi đi qua một loạt các hành lang với cửa của biệt uyển, ở đằng trước, mọi người nhìn thấy phía trước có một thanh niên, ôm trường kiếm, cà phất cà phơ. Chân còn rung rung, hắn còn dùng khăn tay xoa xoa cái chuôi kiếm, tạo nên những tiếng còi rít, thấy con hàng này, tiểu diên nhi vẻ mặt tức anh ách, đồ ra mặt dày. Con hàng này dĩ nhiên là giang ái kiếm, thấy đám lão đầu tới, hắn liền vui vẻ cười với lục châu. Phi thư của vãn bối đã thuận lợi truyền đi, nếu không phải như vậy thì không gặp được lão tiền bối ở chỗ này lục châu nghi hoặc nhìn con hàng giang ái kiếm này liền hỏi làm sao mà ngươi biết mạc khí sẽ xuất hiện ở chỗ này giang ái kiếm lập tức nhảy xuống nhẹ giọng giải thích cái này rất đơn giản ta đã hách được phi thư của mạc khí hắn ở khắp nơi cầu cứu viện binh nhưng mà người có thể cứu hắn cũng chỉ có một người mà thôi mạc ly thấy con hàng này lại gần bà tổ cô tiểu diên nhi vẻ mặt chán ghét lục châu thì gật gật cái đầu tỏ vẻ đã hiểu lúc ngẩng đầu lên đột nhiên giang ái kiếm chú ý tới hai người phía sau lưng lục châu một người cao toàn thân hắc bảo trên mặt cũng đeo mặt nạ quỷ đen bên cạnh là một lão đầu khất cái toàn thân rách nát vẻ mặt như một con ma men mắt lúc nào cũng lim dim thế là con hàng này vội vàng chạy tới rồi thì hú hồn chim én hắn nắm lấy hai tay của phan ly thiên trong sự ngỡ ngàng của mọi người nhưng mà tưởng đâu hắn nhận ra phan ly thiên nhưng không câu nói hắn phát ra khiến cả đám ngỡ ngàng bật ngửa hoa trưởng lão xin chào Xin chào, thì ra tưởng lão khất cái là quy lão tiên sinh, điều này làm cho bang chủ cái bang cảm thấy nghè nghẹn trong họng. Chào hỏi xong một người, hắn liền tốc biến chuyển qua người còn lại, ánh mắt sum xoe, giơ tay ra như muốn ôm lấy lãnh la, hắc kỵ thủ lĩnh, phạm đại nhân, xin chào, xin chào nhà. Nhìn con hàng này tiến tới, lãnh la vẻ mặt không chút biểu tình, giọng lạnh lùng, cút xéo ngay, hắn đặc biệt không thích người tới từ trong cung. Giang ái kiếm nghe vậy thì vội vàng thối lui, dù sao thì uy danh tiền nhiệm hắc bảng không phải chuyện đùa vì vậy tiến tới bên người phan ly thiên cười nói vẫn còn là hoa trưởng lão bình dị dễ gần mà điều này làm cho phan ly thiên tức ói máu không nhịn được liền một cước sút tung mông con hàng này ở đâu lại chạy tới một cái tên hỗn trướng như vậy chứ chỉ có lục châu và tiểu diên nhi vẫn đang đứng xem cái sự tấu hài của mấy con hàng này bị ăn sút vẻ mặt giang ái kiếm có chút ngây ngốc ta chỉ có ý tốt chào mấy vị này thôi mà sao lại tức khí như vậy chứ còn sút hắn nữa lúc này tiểu diên nhi chạy tới chỉ vào bản mặt của phan ly thiên giải thích hắn là gia gia của phan trọng đó tịnh minh đạo đệ nhất cao thủ đó nha ra ra gia sao giang ái kiếm vẻ mặt ú ớ như chả hiểu cái quần què gì cả khiến cho phan ly thiên càng ói máu liền quát lớn cút mợ mày đi nhóc giang ái kiếm nghe vậy thầm nghĩ nghe nói tịnh minh đạo đệ nhất cao thủ đã rời khỏi tông môn từ lâu rồi dường như đã biến mất hơn trăm năm rồi không ai biết rõ tung tích của hắn đi nơi nào thật là hú hồn chim én vậy mà lại xuất hiện tại ma thiên các này hắn thẩm suy tính cái vị đại lão này mặc dù còn không bằng được ma thiên các ma đầu tổ sư gia nhưng cũng không phải hạng người mà hắn có thể chơi chọc được vậy thì còn phải khiêm tốn đàng hoàng hơn một chút mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn dù sao thế giới này là thế giới của cường giả đám này cũng méo thành quan tâm tới thân phận tam hoàng tử của hắn lệch sóng là dễ đi đắp chiếu lắm thế là cúi đầu thành khẩn là ta có mắt không thấy núi thái sơn nhưng xem ở ta đã cứu mạng phan trọng xin đừng chấp nhặt với ta nhé nghe hắn nói làm cho lục châu có chút chưa hiểu rõ là ngươi đã cứu phan trọng sao con hàng này lập tức lấy lại vẻ tự tin rồi múa mỏ một cách tự luyến nếu không phải ta có cái tật nhanh tay nhanh mắt ra tay cứu hắn thì hắn đã sớm đi đắp chiếu rồi đó nha mới chỉ có tu vi thần đình cảnh vậy mà dám đánh lén mặc khí kia thật sự là không biết tự lượng sức mình muốn đi tự sát mà phan ly thiên nghe xong thì hướng về phía giang ái kiếm chắp tay dù sao thì phan gia vẫn chưa tuyệt hậu thấy thế giang ái kiếm liền phất phất cái tay đều là chuyện nhỏ chuyện nhỏ mà thôi làm cho bà tổ cô khó chịu ngươi thật là không biết xấu hổ mà để cho cao thủ số một của tịnh minh đạo cảm tạ mình mà thản nhiên như thế lục châu nhẹ giọng hỏi con hàng này nói như vậy thì bản toạn cũng cần phải cảm ơn ngươi rồi ấy nhỉ điều này làm giang ái kiếm vội vàng xung xoe chạy tới gần hắn không 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 cần cảm tạ đâu mà dù sao giữa chúng ta cũng là có quan hệ hợp tác với nhau ở phía xa xa vẻ mặt lãnh là có chút ngây ngốc giang ái kiếm trong lòng lúc này thì đang rén lắm bởi vì hắn nghe mấy cái lời của tổ sư ra mà cảm thấy giọng điệu này khiến cho người ta không rét mà run đó nha lãnh la tiến tới hỏi nhẹ ngươi vừa rồi đều là đứng ở một bên núp lùm nhìn trộm vì cái gì mà không ra tay hỗ trợ chứ khiến cho giang ái kiếm giật mình nhìn về phía lão ma đúng là khiến người ta giật mình mà cứ nhẹ nhàng tới gần như quỷ vậy hắn vội vàng né ra xa rồi giải thích đây chính là mê ly đại trận vẫn chưa có hoàn toàn phát động hơn nữa cái loại cao thủ như mặc khí. Nào có phải là cái loại tôm tép như ta có thể đối phí được, ta dẫn nhóm người các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi biết. Hãy rời đi nhanh lên, đừng có đối mặt cùng với người ở trong cung tới chi viện nữa, không nhanh lên sẽ muộn mất. Không phải ngươi đã ngăn được phi thư của mặc khí rồi sao, lãnh la lên tiếng hỏi vấn đề trọng yếu. Làm cho con hàng này có chút xấu hổ, hắn thả ra nhiều chim đưa thư lắm, ta có ba đầu sáu tay cũng không thể nào ngăn chặn được hết. Điều này làm cho cả đám người không còn gì để nói với con hàng này nữa. Trong lúc này, đột nhiên những tiếng động ầm ầm vang lên càng lúc càng gần. Đại địa rung chuyển, mặt nước gợn sóng, giang ái kiểm vẻ mặt cũng chẳng chút sợ hãi. Hắn khẽ nhoẻn miệng cười, bên trong cung tri viện đã tới rồi, có sợ hay không? Con hàng này chắc chưa được ăn đòn nên vẫn còn gợi đòn lắm. Hết tập 215, chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé!